cái tiền đó. Ông mày, mày giờ đi cho chán nha. Thank you.
Sắp sắp xong rồi nha. Dễ quá Quỳnh Anh ơi. Đâu. Nói là về là thấy đỡ nhiều lắm luôn á. Nhân nhiều. Nhân sâu nữa. Bây giờ chiếc kim cha nó bị chán nha, còn sót một nào không nha. Một muôn giống thương. Bên đây nữa là xong rồi em ha.
nó nước viêm này mình xử lý sau nha. Mình sẽ lại chứ. Thương đưa chị miếng bông sạch cho Thương. Giờ đây cứ kiểm tra cá lóc miệng, cá lóc miệng. Thank you.
ngủ đi chân sau nè. Chị thở xíu nha con gái. Yeah, I